mọi người luôn được nghe những câu nói như là Long Sơn nên tới, Tháp Bà nhớ qua. Và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tới thăm Tháp Bà Bunaga ở Nha Trang. Nhắc tới Vương quốc Champa cổ, không thể không nhắc tới Tháp Bà. Đây là một quần thể kiến trúc đặc biệt ghi dấu cho thời kỳ Hindu giáo phát triển rực rỡ ở nơi đây. Khi đi vào, ta sẽ nhìn thấy tổng thể kiến trúc của Tháp Bà Bunaga. Tháp Bà Bunaga là quần thể kiến trúc Champa lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tất cả được chia ra thành 3 mặt bằng: khu vực tháp cổng, khu tiền đình Madapa và cuối cùng là khu đền tháp. Và do trải qua nhiều biến động lịch sử và thời gian, hiện nay Tháp Bà chỉ còn lại 5 công trình kiến trúc tập trung ở Madapa và đền tháp ở trên. Madapa, khu tiền đình là nơi mà nhìn từ cổng chính thẳng lên, nếu bạn đi trên đường 2/4, bạn sẽ dễ dàng thấy được. Tổng thể kiến trúc có niên đại thế kỷ 11 đều được xây bằng gạch nung gồm 4 hàng cột lớn. Trong đó có 12 cột nhỏ, bên ngoài hình bát giác, 10 cột lớn phía trong. Theo những nghiên cứu, các nhà khoa học nhận định đây là nơi chuẩn bị lễ vật trước khi dâng lên bà. Họ thấy rằng trên đỉnh mỗi cột đều có các lỗ mộng, chứng tỏ có thể ngày xưa ở đây là sẽ có mái che. Vì thời gian đến nay không còn lại mái che nữa. Mặc dù vậy, đây cũng là điểm nhấn rất là độc đáo của Tháp Bà, không thể lẫn vào đâu được. Người xưa quan niệm rằng để gặp được Lữ Thần, bạn phải vượt qua thử thách mới có thể gặp được bà. Đó là sự tôn kính đối với vị thần của trời biển. Nhưng hiện giờ, người dân đã mở ra những con đường bậc đá mansion ở bên cạnh nên các bạn yên tâm di chuyển sẽ không khó khăn như trước nữa. Mình sẽ nói qua về các tháp ở đền thờ Bunaga cho các bạn nghe nha. Đầu tiên sẽ chính là tháp Đông Bắc. Tháp chính là tháp cao nhất khoảng 23m, được xây dựng vào năm 83 đến năm 87 và được tu bổ sửa lại vào thế kỷ 11. Sử dụng 5 hàng trụ áp tường chạy dọc thân tháp. 4 góc mái là 4 tháp nhỏ, trong đó có 3 tầng mái thu nhỏ dần phía lên trên. Hệ mái của tháp được so sánh như núi Meru, nơi có 5 ngọn núi của các vị thần tại Campuchia và có đỉnh ở giữa cao nhất. Trên đó sẽ trang trí toàn những linh vật như là voi, ngỗng, dê, mang hơi hướng tâm linh sâu sắc của tôn giáo. Hướng mắt đến vòng cửa, bạn dễ dàng nhìn thấy tấm phù điêu hình bằng đá, như hiện thân 4 cánh tay đang múa của thần Shiva. Chân vải của Shiva đặt lên lưng bò của thần Nadin, ở hai bên có nhạc công thổi sáo. Những nhân vật xuất hiện trong tấm phù điêu được thể hiện rất uyển chuyển mượt mà, tạo sự sinh động và phá cách. Hơn nữa, tấm phù điêu niên đại thế kỷ 11 cũng là một trong những tấm phù điêu đẹp nhất của nền văn hóa Champa tại Việt Nam. Tiếp tục tới với tháp Nam, tháp lớn thứ hai sau tòa tháp chính với độ cao 18m. Nhìn vào thì vẫn nhận ra kiến trúc xây theo mô típ cũ, nhưng chỉ riêng phần mái có điều khác lạ. Chúng được thu gọn thành một tầng chóp kéo dài lên trên. Đỉnh có đặt một trụ Ninga, được cho là nơi thờ thần Shiva, chồng của nữ thần, cũng còn có tên là tháp ông, có niên đại vào thế kỷ 13. Tiếp theo là tháp Tây Bắc, cao thứ 3 trong toàn bộ tổng thể tháp, khoảng 9m, cũng là tháp còn giữ nguyên vẹn được về trang trí lẫn kiến trúc. Mỗi ô cửa giả và các linh vật được khắc họa tinh xảo trên nền gạch lung. Ô cửa giả phía nam là hình ảnh chim thần Garuda, phía bắc là thần thời gian Kala, phía tây là tượng nữ thần cưỡi voi. Tháp chỉ có một tầng và tầng mái mô phỏng như hình chiếc thuyền và còn chạm khắc vị thần Naga. Tây tháp bắc thờ thần Ganesha, hình tượng của sự may mắn, trí tuệ và hạnh phúc. Tương truyền đây là tháp thờ cô cậu, là con của nữ thần. Linh vật chính ở tháp là Linga và Yoni, là nơi để cầu mong muôn hoa, vạn vật luôn sinh sôi nảy nở, cuộc sống ấm no hạnh phúc sum vầy. Tháp có niên đại xây dựng năm 817 và tu sửa vào thế kỷ 13. Tiếp tới chính là tháp Đông Nam, là tháp cuối cùng, chỉ cao 7,1m, cũng là tháp nhỏ nhất trong tất cả.
Tháp được xây dựng cũng khá đơn giản với mái hình yên ngựa hay hình thuyền. Hình ảnh quen thuộc của những ngư dân Đông Nam Á hải đảo là kiến trúc phụ và thuộc loại muộn. Vào thế kỷ 11-12, tháp thờ vị thần tượng trưng cho sức mạnh và chiến đấu và chiến tranh Skanha. Đây cũng là tháp thờ ông bà Tiều, người đã cưu mang và nuôi dưỡng nữ thần Thiên Y Anna. Nói về tiên nữ Thiên Y Anna có rất nhiều truyền thuyết ly kỳ, nhưng câu chuyện được sự tin tưởng của người dân cũng như học giả nghiên cứu do Phan Thanh Giản chép lại thành một bài ký và bố chánh xứ tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Quýnh khắc bia dựng phía sau tháp Bonaga lại ghi rằng: tích xưa tại núi Đại An, nay là Đại Điền, Khánh Hòa, có hai vợ chồng tên là Tiều đến sinh sống và làm việc ở đây. Cứ mỗi độ dưa chín thì lại mất trộm. Một hôm, ông Tiều rình xem là ai đã lấy dưa của mình, thì không ngờ ông lại bắt gặp một thiếu nữ trạc tuổi thanh xuân, đẹp như tranh vẽ. Điều kỳ lạ là cô gái hái dưa và đùa giỡn dưới trăng. Vì gia cảnh không có con cái nên ông đã đem thiếu nữ về nuôi và yêu thương hết lòng như con ruột của mình. Cuộc sống gia đình cứ yên bình và diễn ra. Đến một hôm trời lụt lớn, vì là con người năng động thích vui đùa, thiếu nữ đã lấy các viên đá chất thành ba hòn giả sơn và hái hoa, cắm lá. Ông Tiều thấy thế cho rằng hành động của cô không hợp với quy tắc thời bấy giờ. Ông không ngờ được con gái mình chính là tiên nữ giáng trần, đang nhớ cảnh bồng lai. Thời gian đó, người dân còn nghèo khổ, cơm không đủ no, bà đã dạy họ cày cấy, kéo sợi, dệt vải và đưa ra những nghi lễ. Từ đó, ruộng nương được mở rộng, đời sống dân chúng được ấm no, hạnh phúc, có cơm ăn áo mặc, thiên nhiên thuận hòa. Một năm sau, vào ngày lành tháng tốt xuất hiện chim hạc từ trên trời bay xuống, bà cùng hai con đã lên lưng hạc và bay về trời. Vì nhớ ơn lớn lao của bà đem lại ấm no cho nhân dân, dân đã tạc tượng và thờ cúng Thiên Y Anna. Mỗi năm đến ngày bà thăng thiên, mọi người tụ họp lại tổ chức lễ và múa bóng, dâng hoa rất long trọng thể hiện sự tôn kính với bà. Cũng chính vì vậy mà ở tháp bà sẽ luôn có lễ hội tháp bà và điệu múa bóng huyền thoại. Không những mang ý nghĩa tâm linh cho người Chăm Ba, mà lễ hội tháp bà Bonaga cũng là ngày lễ lớn của tín dân Thánh Hòa. Hàng năm cứ đến ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch, lễ hội tháp bà được diễn ra rất long trọng. Bí ký cổ Chăm Ba tại tháp bà Bonaga có giá trị rất lớn đối với các nhà nghiên cứu cho văn hóa, tôn giáo và lịch sử của Vương quốc Chăm Ba. Phía sau tháp chính có tấm bia do Phan Thanh Giản, một vị quan thượng thư bộ lễ dưới thời Nguyễn, ghi chép, biên soạn và cho khắc vào năm 1856. Phía sau cụm tháp có căn phòng trưng bày các bức tranh, các hình tượng và phù điêu được khắc họa rất chi tiết, tỉ mỉ và sống động. Các bạn có thể tới tham quan và nhìn gần với các phù điêu đó khi tới đây. Đặc biệt khi tới với tháp bà Bonaga, với những ai mà mặc đồ đi du lịch, mặc váy, thì ở đây người ta có cho mượn đồ mặc miễn phí để mình vào lễ bà. Các bạn nên lưu ý về trang phục của mình khi tới với tháp bà nha. Còn nếu các bạn mặc váy, các bạn có thể đến mượn đồ. Mượn đồ đây là hoàn toàn miễn phí nhé các bạn, để trông mình có thể lịch sự hơn khi bước vào để cúng lễ thánh mẫu, thể hiện sự tôn trọng.
giờ video của mình đến đây là hết rồi.